Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC 14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Cháy lớn tại xưởng sản xuất nhang đe dọa tàu Bắc Nam, phản ánh của khán giả Phạm Văn Mạnh từ số điện thoại 0123, ba số cuối là 927. Hai nam thanh niên chở ma túy liều lĩnh tông xe cảnh sát giao thông bỏ trốn. Dân khổ vì đường thi công chậm, phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Xuân ở thôn Ngọc Trúc, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Người dân huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông làm giàu từ rau sạch, chia sẻ của khán giả Hoàng Linh ở số 200, xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Bãi rác tự phát ven tỉnh lộ gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị, phản ánh của khán giả Đoàn Hữu Dánh có số điện thoại 0165, ba số cuối là 731. Cầu Chùa Ngòi, Hà Đông, Hà Nội trở thành nơi đỗ xe, phản ánh của khán giả Trần Thắng từ số điện thoại 0912, ba số cuối là 883. Hỗ trợ hơn 5.000 con gà giống cho bà con các vùng tái định cư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, phản ánh của khán giả Mạnh Hải từ địa chỉ email mạnhhải.kyanh@gmail.com. Xe máy tự chế làm từ đồ phế liệu, chia sẻ của khán giả Nguyễn Huy Hoàng có số điện thoại 0168 và số cuối là 748. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào 20 giờ tối ngày 12 tháng 3 vừa qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở sản xuất nhang ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khán giả Phạm Văn Mạnh từ số điện thoại 0123, ba số cuối là 927 đã ghi lại một số hình ảnh về vụ hỏa hoạn này và gửi về cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 12 tháng 3, lửa bất ngờ bùng phát tại xưởng sản xuất nhang 6 Âu trên đường Nguyễn An Ninh, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngay khi vừa phát hiện cháy, một số công nhân đang nghỉ tại xưởng nhanh chóng di dời tài sản, xe máy ra ngoài. Do xưởng chứa đầy vật liệu dễ cháy như bột mạt cưa, tre khô và rất nhiều sản phẩm nhang thành phẩm nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội và phát ra tiếng nổ lớn. Lúc này hệ thống điện cả khu vực bị mất, lửa đỏ rực bao trùm khiến hàng trăm hộ dân lo sợ gây cảnh hỗn loạn. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt giữ gìn trật tự và phong tỏa hiện trường. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Dĩ An cùng với chi viện của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Thuận An, khu công nghiệp Sóng Thần với hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng 8 xe cứu hỏa đã đến hiện trường liên tục phun nước chữa cháy. Nhiều mũi cứu hỏa khác chữa chặn không cho lửa cháy lan qua nhà dân gần đấy. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên toàn bộ khu nhà xưởng bị đổ sập và thiêu rụi hoàn toàn. Theo phản ánh của khán giả Phạm Văn Mạnh thì do hỏa hoạn xảy ra cách khu vực ga Sóng Thần khoảng 200m nên đám cháy dữ dội kéo dài hơn 2 giờ liền đã làm hư hỏng hệ thống đóng đường bán tự động của đường dây xe lửa nằm giữa ga Sóng Thần và ga Dĩ An. Khán giả Phạm Văn Mạnh cũng cho biết thêm, cho đến trưa ngày 13 tháng 3, những đống mùn cưa và que tre làm chân nhang vẫn âm ỉ cháy, khói bốc lên nghi ngút. Nhiều công nhân phải dùng ống xịt nước để dập lửa nhưng vẫn không làm giảm được nhiều. Được biết, cơ sở sản xuất nhang 6 Âu hoạt động từ hàng chục năm nay do bà Nguyễn Thị Ngàn làm chủ. Và đây là lần thứ 3 cơ sở này bị cháy. Riêng cho năm 2012, nơi đây đã 2 lần xảy ra hỏa hoạn.
Một khán giả giấu tên ở thành phố Hà Tĩnh phản ánh vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ chống đối người thi hành công vụ. Hết lạng lách chèn ép đầy nguy hiểm, hai đối tượng đi trên xe 4 chỗ còn liều lĩnh tông cả ô tô vào xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông, dùng kim tiêm chống trả quyết liệt. Vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát km 588+500 quốc lộ 1A, địa phận xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô 4 chỗ ngồi hiệu Hyundai biển kiểm soát 73A00152 chạy lạng lách có dấu hiệu có thể là lái xe ngủ gần hoặc phê thuốc. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Không những không chấp hành, lái xe bất ngờ lao thẳng ô tô vào người một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Không để cho chiếc xe trên chạy thoát, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông của tổ tuần tra đã nhanh chóng lên xe chuyên dụng bám đuổi. Bị bám đuổi, tài xế xe ô tô 4 chỗ liên tục lạng lách, chèn ép, không cho cảnh sát giao thông vượt lên. Đến khi vượt đèo ngang được chừng gần 2 km, bất chấp tín hiệu yêu cầu dừng xe lại, tài xế xe đã tông thẳng vào xe của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông và bỏ xe chạy. Khi bị các chiến sĩ công an truy đuổi, hai đối tượng này đã dùng ống kim tiêm chống trả quyết liệt, sau đó lợi dụng rừng núi đã nhanh chân tẩu thoát. Khám xét tại hiện trường, chiếc xe hai thanh niên bỏ lại, cơ quan điều tra đã phát hiện trên xe có một bánh màu xanh dạng cỏ nén, kích cỡ 16 x 0,5 cm, hai mẫu màu trắng dạng nén nghi là heroin cùng nhiều đồ dùng khác. Cơ quan điều tra cũng thu giữ một chứng minh nhân dân nữ. Ngay sau khi lập biên bản thu giữ các tang vật trên, Công an huyện Kỳ Anh đã dùng xe cẩu đưa chiếc xe trên về trụ sở đơn vị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, theo thông tin mà chương trình mới nhận được thì cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được danh tính hai đối tượng đi xe ô tô 73A00152 vận chuyển ma túy lạng lách, tông hỏng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông vào ngày 9 tháng 3. Danh tính hai đối tượng được xác định là Bùi Ngọc Bảo Trung sinh năm 1982 và Nguyễn Thành Long sinh năm 1985, cùng trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Khán giả Nguyễn Thị Xuân ở thôn Ngọc Trúc, xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phản ánh, khi tuyến đường liên xã nối liền quốc lộ số 2 qua xã Vân Du và các xã khác trong huyện Đoan Hùng được khởi công, người dân trong huyện rất vui mừng vì nếu đường được làm xong, người dân sẽ rất thuận lợi trong việc đi lại. Thế nhưng sự thi công nửa vời khiến người dân không chỉ phải tiếp tục đi qua lại trên con đường nhỏ hẹp mà còn phải hứng chịu cảnh thi công giang dở, ngày mưa thì sình lầy, ngày nắng thì bụi bay mù mịt. Việc này vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là thực trạng hiện nay của tuyến đường liên xã nối liền quốc lộ số 2 qua xã Vân Du và các xã khác trong huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Phải rất khó khăn, người đi đường mới vượt qua được đoạn đường này bởi đa phần đều là đất đỏ lầy lội và trơn trượt. Tuy bây giờ đã là mùa khô, nhưng việc đi lại vẫn khá khó khăn. Đường làm dở dàng, cứ mưa xuống là mặt đường lại sình lầy, tạo thành những cái bẫy cho người đi đường. Những chỗ đất cứng thì lại trơn trượt, còn vào những ngày nắng, bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Rất nhiều học sinh đi xe đạp hoặc người điều khiển xe máy bị ngã. Còn những ai tay lái yếu chỉ còn cách dắt xe đi bộ. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt của người dân nơi đây. Theo
phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Xuân thì trước đây con đường này là đường đất đỏ, được rải đá cấp phối. Tuy không đẹp nhưng người dân đi lại dễ dàng. 2 năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã có chủ trương làm đường mới để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên sau khi khởi công, giải phóng mặt bằng, đến nay con đường này vẫn còn dang dở, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây. Mỗi ngày, những học sinh muốn đến trường hay người dân đi sang các xã khác đều phải đi qua con đường bụi và lầy lội này. Nhiều lần, người dân sống quanh đây đã phải dùng đất đá để lấp đi những hố sâu, ổ voi, ổ gà. Kết quả là hiện giờ, đường đã cao hơn mặt bằng của đường cũ vài chục cm, nhưng đường thì vẫn hỏng như vậy. Ngày nào tại đây cũng có cảnh người ngã xe hay xe chết máy. Nhưng khổ nhất là những em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Du, có khi tới trường quần áo, sách vở lấm lem hết cả. Còn những hộ dân sống trên con đường này vào những ngày mưa thì không buồn bước chân ra khỏi nhà vì nhìn ra đường đã có cảm giác đang sống giữa đầm lầy. Khi gửi clip đến chương trình, khán giả Nguyễn Thị Xuân có chia sẻ rằng việc tuyến đường thi công theo kiểu rùa bò như thế này khiến người dân ở đây bức xúc đến nỗi mỗi khi có những cuộc tiếp xúc cử tri hay họp tổ dân phố, họ đều đứng ra bày tỏ nỗi bức xúc của mình với hy vọng con đường này sẽ sớm được hoàn thành. Cùng với đó là rất nhiều đơn thư gửi lên chính quyền địa phương nhưng đều bặt vô âm tín. Thưa quý vị, tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, ngoài người Kinh nơi đây còn có khá đông đồng bào dân tộc Tây Nùng sinh sống. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tất cả những người dân nơi đây đều đồng lòng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất hoa màu. Đó là nội dung chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh ở số 200 xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tuy nằm trong khu vực Tây Nguyên nhưng huyện Cư Rút tỉnh Đắk Nông có địa hình khá bằng phẳng và thổ nhưỡng thích hợp với tất cả mọi loại cây trồng. Ngoài cà phê, hồ tiêu, điều và các loại cây công nghiệp khác, Cư Rút còn trồng được đủ mọi loại rau củ, quả. Tuy nhiên làm gì để mưu sinh luôn là câu hỏi khó với những hộ dân sinh sống ở đây. Vì vậy, thời gian gần đây, trồng rau sạch đang là hướng đi mới của người dân huyện Cư Rút. Hiện nay, tại hầu hết các chợ trên địa bàn huyện Cư Rút đều có khu vực bày bán thực phẩm sạch, đặc biệt trong đó có rất nhiều gian hàng thực phẩm của người dân tộc Tày và Nùng đang sinh sống trên địa bàn. Họ không phải là người kinh doanh chuyên nghiệp, tuy nhiều người đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn mang những thực phẩm mà tự mình nuôi trồng được ra chợ bán. Những loại thực phẩm này đều không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào cả, mà được trồng theo cách truyền thống hoặc theo tiêu chuẩn Việt Gáp và chỉ dùng phân hữu cơ. Khán giả Đoàn Hữu Sánh có số điện thoại 0165 3 số cuối là 731 cho biết, trên tuyến đường liên xã từ Thạch Thanh đến Thạch Tiến của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có một bãi rác tự phát tồn tại đã khá lâu. Người đi đường mỗi khi ngang qua đều phải bịt mũi hoặc nín thở vì không chịu nổi mùi xú uế bốc lên từ đây. Đây là những hình ảnh do khán giả Đoàn Hữu Sánh cung cấp cho chương trình. Bãi rác tự phát này tồn tại từ khá lâu. Đủ mọi rác thải, trong đó có cả xác gia súc, gia cầm chết được người dân vứt bỏ ra đây. Rác mới xếp chồng lên rác cũ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khán giả Đoàn Hữu Sánh cho biết, bãi rác tự phát nêu trên kéo dài đến hàng chục mét và chỉ nằm cách trụ sở của công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, chừng 100 mét. Qua tìm hiểu, khán giả Đoàn Hữu Sánh được biết, do địa bàn xã Thạch Thanh và Thạch Tiến không có nhiều điểm tập kết rác, nên nhiều người dân đã tự ý mang rác ra khoảng đất trống này để đổ. Lâu dần thành quen, người dân mặc nhiên coi đây là một trong những điểm tập kết rác công cộng. Vì là bãi rác tự phát nên không có ai đứng ra thu dọn, cứ như vậy ngày này qua ngày khác, rác mới chồng lên rác cũ, tất cả đều bốc mùi hôi thối nồng nặc.
gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Đoàn Hữu Dánh cũng như nhiều người dân xã Thạch Thanh và Thạch Tiến mong muốn địa phương nên quy hoạch nhiều điểm tập kết rác hơn nữa, đồng thời tổ chức phát thanh tuyên truyền người dân đổ rác đúng nơi quy định, có như vậy mới giữ được một môi trường chung xanh sạch đẹp. Cầu Chùa Ngòi bắc qua kênh La Khê, nối hai tuyến đường Ngô Quyền, Ngô Thị Nhậm thuộc phường Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Nội được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2008. Nhưng cũng từ thời điểm đó, cầu nghiễm nhiên trở thành bãi đỗ xe ô tô của một số nhà hàng trên địa bàn. Sau đây là một số hình ảnh về việc đỗ xe gây cản trở giao thông trên cây cầu này. Hình ảnh do khán giả Trần Thắng có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 883 đã cung cấp về cho chương trình. Cầu Chùa Ngòi nằm trên địa bàn quận Hà Đông. Lòng cầu khá rộng nên hai bên đường đã trở thành nơi đậu xe ô tô cho một số nhà hàng nằm sát cầu. Khán giả Trần Thắng cho biết việc đỗ xe ô tô trên cầu không những gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn cũng như tuổi thọ của cây cầu và làm mất mỹ quan đô thị, đồng thời vi phạm nghiêm trọng điểm C khoản 2 điều 18 của luật giao thông đường bộ. Đáng chú ý, nhiều hôm có khá nhiều xe ô tô biển xanh của các cơ quan cũng đỗ trên cầu. Cũng theo khán giả Trần Thắng, thì nhân dân các tổ dân phố số 5, 13, 14 phường Quang Trung đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết và xử lý triệt để. Được biết, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã rất nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu các nhà hàng ven kênh La Khê không được cho khách dừng đỗ xe ô tô trên cầu. Tuy nhiên, do xử lý không cương quyết nên hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Trần Thắng cũng như người dân phường Quang Trung mong muốn các cơ quan chức năng của thành phố Hà Đông sớm vào cuộc giải tỏa, trả lại sự thông thoáng cho cầu Chùa Ngòi, bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông và giữ gìn tuổi thọ của cây cầu. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân các vùng tái định cư từng bước ổn định cuộc sống, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa hỗ trợ hơn 5.000 con gà giống cho bà con nông dân ở vùng tái định cư của xã Kỳ Phương. Đây là nội dung chia sẻ của khán giả Mạnh Hải, có địa chỉ email manhhai.kianh@gmail.com. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ sáng sớm, 95 hộ dân có tên trong danh sách hộ nghèo được hỗ trợ của xã Kỳ Phương đã có mặt. Số gà giống này đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của Viện Chăn nuôi Quốc gia. Khi nhận được gà giống, ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Ngoài việc hỗ trợ gà, huyện Kỳ Anh còn hỗ trợ người dân thuốc phòng dịch cúm cho gia cầm để tiêm khi cần thiết. Khán giả Mạnh Hải cho biết số gà hỗ trợ đều là các giống gà lai có ưu điểm như lớn nhanh, kháng bệnh tốt, đưa lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện nuôi gà thả vườn của bà con nhân dân ở các vùng tái định cư. Ngoài được hỗ trợ giống, bà con nông dân ở xã Kỳ Phương còn được đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện hướng dẫn quy trình cũng như kỹ thuật chăm sóc nuôi gà thả vườn và các biện pháp phòng trừ các loại dịch bệnh nhằm đảm bảo cho đàn gà phát triển tốt, đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Thông qua chương trình hỗ trợ giống vật nuôi, huyện Kỳ Anh hy vọng sẽ giúp bà con nông dân ở các xã vùng tái định cư từng bước ổn định cuộc sống cũng như tạo việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con nông dân khi không còn đất sản xuất nông nghiệp.
Khán giả Nguyễn Huy Hoàng có số điện thoại 0168 ba số cuối là 748 chia sẻ, tại Bình Thuận có một người đàn ông đã tự chế tạo được một chiếc xe máy có vóc dáng khá hầm hố, rất cá tính. Điều đặc biệt, chiếc xe này đều được làm từ những đồ phế liệu. Chủ nhân của chiếc xe máy được làm từ phế liệu này là anh Hải Cát Đăng, hiện đang sinh sống ở Bình Thuận. Đây là hình ảnh khi chiếc xe thử lăn bánh trên đường. Chiếc xe có vóc dáng cao, khá hầm hố. Ống xả vắt cao, cổ xả bọc chống nóng, phía trên là cụm lò xo và giảm chấn bánh trước. Càng đỡ bánh trước tạo dáng khá điệu. Vỏ đèn xe cũng là những sản phẩm tự chế. Vị trí để chân và yên đẩy lùi về sau theo phong cách cafe racer. Cơ cấu treo lệch tương tự như mẫu xe Batman của nam thanh niên tại Lạng Sơn đã từng khiến dư luận xôn xao trước đây. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Nguyễn Huy Hoàng cho biết, việc chế tạo một chiếc xe máy có thể chạy được bắt nguồn từ sở thích gom đồ ve chai của anh Hải Cát Đăng. Thỉnh thoảng anh lại đến các cửa hàng phế liệu, lựa chọn lại những đồ cho mình cho là còn hữu dụng để dành đến những khi cần sử dụng. Trong một lần, anh đã bắt gặp cặp vành dùng trên xe giảm sóc lệch, nguồn gốc của ý tưởng chế tạo chiếc xe đặc biệt. Rồi từ bộ khung Honda 67 cũ nát, anh Hải Cát Đăng bắt đầu thiết kế hệ thống treo sau, đĩa phanh đặt chính giữa bánh, tiếp đến Mayer. Bên ngoài là nhông sau, khung đỡ bánh gắn ổ bạc có thể di chuyển lên xuống trong sự tương tác với giảm sóc đặt giữa. Theo anh Hải Cát Đăng thì quá trình chế tạo khó nhất là căn chỉnh để hai bánh nằm chính giữa, bởi nếu không sẽ rất khó điều khiển và mất an toàn. Cụm treo trước là nơi mất nhiều công sức, hội tụ cả mắt thẩm mỹ và khả năng cơ khí. Thanh chịu lực tạo dáng mềm mại nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn nhỏ gọn mà vẫn đủ không gian để bánh trước xoay khi đánh lái. Trong tư thế điều khiển, hệ thống dẫn động lái bố trí bên trái, hai thanh kéo dài hợp lại thành hình chữ H, liên kết qua cơ cấu bập bênh bằng khớp rotin. Giải pháp này đảm bảo khả năng chuyển động linh hoạt cho bánh trước, vừa di chuyển lên xuống theo hệ thống treo vừa xoay ngang khi đánh lái. Vị trí đặt chân theo yên đẩy lùi về sau, bộ chuyển xích tỷ lệ 1:1 là cầu nối giữa cần điều khiển và hộp số. Được biết, để hoàn thiện chiếc xe này, chủ nhân của nó đã phải bỏ ra khoảng thời gian là 5 tháng với tổng chi phí khoảng 7 triệu đồng. Tuy nhiên, theo khán giả Nguyễn Huy Hoàng thì những chiếc xe tự chế như vậy chỉ để mang tính chất biểu diễn và thỏa mãn niềm đam mê của những người yêu thích sáng chế. Còn việc lưu thông trên đường cần chờ đến sự kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, như thường lệ, phần cuối chương trình chúng ta sẽ cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 3, một vụ cháy lớn xảy ra ngay sát đường dây xe lửa đoạn qua phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và chỉ cách nhà ga Sóng Thần gần 200m. Đám cháy dữ dội kéo dài hơn 2 giờ liền đã làm hư hỏng hệ thống đóng đường bán tự động của đường dây xe lửa nằm giữa ga Sóng Thần và ga Dĩ An. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Mạnh từ số điện thoại 0123 ba số cuối là 927. Sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe kiểm tra vì có dấu hiệu bất thường, hai đối tượng đi trên xe ô tô 4 chỗ hết lạng lách chèn ép đầy nguy hiểm, lại liều lĩnh tông cả xe ô tô vào xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông, dùng kim tiêm chống trả quyết liệt. Phản ánh của một khán giả giấu tên ở Hà Tĩnh. Suốt 2 năm qua, những người dân sống dọc hai bên tuyến đường liên xã nối liền quốc lộ số 2 qua xã Vân Du và các xã khác trong huyện Đoan Hùng phải sống trong cảnh đường lầy lội trơn trượt. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt của người dân sống hai bên đường.
rất nhiều học sinh đi xe đạp hoặc người điều khiển xe máy bị ngã do chất lượng đường kém. Nguyên nhân là có dự án làm đường mới, nhưng sau khi khởi công và giải phóng mặt bằng, công trình không được thi công, gây bức xúc cho người dân. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Xuân ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, ngoài người Kinh, nơi đây còn có khá nhiều đồng bào dân tộc Tày Nùng sinh sống. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả những người dân nơi đây đều đồng lòng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất hoa màu. Và trồng rau sạch đang là hướng đi mới của người dân huyện Cư Rút, chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh ở số 200 xã Đắk Rồng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Trên tuyến đường liên xã từ Thạch Thanh đến Thạch Tiến của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có một bãi rác tự phát tồn tại đã khá lâu. Bãi rác này nằm cách trụ sở công an huyện Thạch Hà chừng 100m. Người đi đường mỗi khi đi ngang qua đều phải bịt mũi hoặc nín thở vì không chịu nổi mùi xú uế bốc lên từ đây. Phản ánh của khán giả Đoàn Hữu Dánh có số điện thoại 0165 3 số cuối là 731. Cầu Chùa Ngòi bắc qua kênh La Khê nối hai tuyến đường Ngô Quyền, Ngô Thị Nhậm thuộc phường Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Nội được xây dựng đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2008. Nhưng cũng từ thời điểm đó, cầu nghiễm nhiên trở thành bãi đỗ xe ô tô của một số nhà hàng trên địa bàn. Phản ánh của khán giả Trần Thắng từ số điện thoại 0912 3 số cuối là 883. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân các vùng tái định cư từng bước ổn định cuộc sống, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa hỗ trợ hơn 5.000 con gà giống cho bà con nông dân ở vùng tái định cư xã Kỳ Phương. Phản ánh của khán giả Mạnh Hải từ địa chỉ email mạnhhải.kianh@gmail.com. Tại Bình Thuận, có một người đàn ông đã tự chế tạo một chiếc xe máy có vóc dáng khá hầm hố, ngang tàng, rất cá tính. Điều đặc biệt, chiếc xe này đều được làm từ những đồ phế liệu. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Huy Hoàng có số điện thoại 0168 3 số cuối là 748. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy lưu ý ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.